Hi there, welcome to my channel. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Như đã hứa trong video trước, bắt đầu từ ngày hôm nay, mình sẽ thực hiện một số những cái video nhằm mục đích là chia sẻ với các bạn việc chúng ta có thể tự luyện phát âm tiếng Anh ở tại nhà như thế nào. Ok, nào chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngay nhé. Trước khi vào bài học thì chúng ta có một bài tập nho nhỏ. Mình đề nghị các bạn có thể làm một đoạn video tự giới thiệu về bản thân mình và post vào cái phần comment ở trong nhóm Facebook. Thì các bạn có thể sử dụng một số những cái mẫu câu giới thiệu về bản thân như sau. Ví dụ về tên tuổi, name, my name is Lan, hoặc là my name is Nam, or I am Nam. Về tuổi như là I am 20 years old, nghề nghiệp như là I'm a student, hoặc là I'm an accountant. Quê quán như là I'm from Hà Tĩnh Province, hoặc là I'm from Hanoi City. Và cái purpose là mục đích mà bạn muốn học tiếng Anh để làm gì. Ví dụ có thể sử dụng một mẫu câu là I want to learn English to get a good job. Ok, các bạn có thể tham khảo. Đây là một số những cái video của các học viên của mình. Hello, my name's Ding. I'm 35 years old. I has worked for the Tambuto Vietnam. I'm living in Hanoi now. How can I say about my hobbies? I like play table tennis. I like watching TV in my free time. My English is not good because it's so long time I didn't use this, and now I want to study again to improve my English. Hello everyone, my name is Dev, my English name is Ryan. I was born in Bình Phước Province. I'm 31 years old. Right now, I'm a worker. I think English is very important in our life. If you know English, maybe you can find a good job with high salary. You can understand what people said, and you can communicate with the foreigners. That's all. Okay, chúng ta sẽ nói đến tầm quan trọng của cái việc luyện tai nghe ở trong luyện phát âm như nào. Thế thì cũng giống như là trong âm nhạc ấy, khi các bạn nào có cái khả năng hát tốt, có nghĩa rằng bạn nghe ca sĩ hát và bạn copy tất cả những âm thanh từ giai điệu, từ trường độ, cao độ và toàn bộ âm thanh của ca sĩ đó và bạn biến thành cái giọng hát của chính mình, thì những bạn như thế sẽ có khả năng phát âm khá là ổn, bởi vì bạn có khả năng bắt chước rất tốt. Thế thì đó, một trong những cách tốt nhất là các bạn rèn luyện chính cái tai nghe của mình. Ok, chúng ta sẽ có hai cái lời khuyên dành cho việc mà luyện phát âm để cải thiện việc phát âm. Lời khuyên số 1, listen carefully and imitate, nghĩa là các bạn sẽ lắng nghe thật cẩn thận và bắt chước lại những cái gì mà bạn nghe được. Bạn có thể nghe người bản ngữ, các bạn nghe chọn các đoạn video mà người bản ngữ họ nói một cách rõ ràng, mạch lạc và phổ thông nhất để mình nghe và mình bắt chước lại. Và lưu ý rằng trong quá trình bắt chước thì chúng ta cố gắng là exaggerate. Có nghĩa là sao? Cái từ này có nghĩa rằng là bạn cường điệu hóa những cái gì bạn nghe được. Từ ngữ điệu, từ âm thanh, từ cách phát âm, bạn là hãy đẩy cái năng lượng của mình vào thật nhiều hơn. Mình lấy ví dụ bạn nghe được là cái từ là hello, họ chỉ nói hello, bạn có thể nói lại hello, hoặc là bạn nghe được rằng cái từ là combination thì bạn combination. Hãy tin mình đi, việc mà các bạn đang cường điệu hóa như thế khi chúng ta luyện tập với cái sự cường điệu mạnh mẽ rồi giọng nói thật to và rõ ràng, thì đến khi mà chúng ta nói trở về cái ngữ điệu bình thường của mình ấy thì nó sẽ trở về cách nói giống như người bản ngữ họ đang nói. Nên khi mà chúng ta tập, chúng ta hãy cường điệu hóa thật mạnh mẽ.
Và trong quá trình trình tập phát âm này có một lưu ý cho các bạn nữa rằng là chúng ta hãy mở rộng miệng chúng ta để mình sao mình thay đổi lại cái chuyển động của cơ mặt của cơ miệng của mình theo một cái âm thanh mới. Khi mà chúng ta phát âm rõ ràng và trôi chảy rồi thì chúng ta có thể là không cần mở quá cái khẩu miệng lớn như thế. Ví dụ như chúng ta có thể nói là Widely open your mouth in front of a mirror, là mở rộng miệng và phát âm ở trước một cái gương để mình nhìn thấy cái chuyển động của cơ miệng. Còn khi chúng ta nói bình thường trở lại như này, Widely open your mouth in front of a mirror. Ok, đó là bạn sẽ thấy khi mà bạn nói nhanh hơn thì chúng ta không cần mở quá nhiều miệng như vậy. Cái tip số 2, record your voice, là chúng ta ghi âm lại những cái gì mà mình vừa phát âm. Mình vừa bắt chước mình ghi âm lại và chúng ta sẽ nghe cái đoạn ghi âm của chính giọng nói của mình với cái đoạn audio của người bản ngữ thì mình sẽ nghe xem mình so sánh cẩn thận giữa hai cái âm thanh đấy xem nó đang khác nhau như nào. Giữa một bên là âm thanh của người bản ngữ, một cái là âm thanh của chính chúng ta thì mình so sánh hai cái sự khác nhau. Chính cái việc này nó đang rèn luyện cho cái tai của mình để nhận biết được cái sự khác nhau. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ nhận ra được những cái lỗi sai của mình. Đôi khi bạn sẽ có thể chợt nhận ra rằng là mình đang phát âm sai quá nhiều. Ok, để mà triển khai cụ thể trong hai cái ý này thì ở trên kênh YouTube của mình đã có một cái video giới thiệu khá là kỹ về cái kỹ thuật này. Các bạn có thể tham khảo cái video ở đây. You've got to hear them first. If you can't hear them, you can't do them. Well, that's just the first step of training process. Next, a really technique, a training technique, okay? A lot of pronunciation course that I found, they show you the mouth movement. You know, put your tongue like this, and to put your mouth like that so you can. Trong luyện phát âm tiếng Anh chúng ta sẽ cần ghi nhớ có 5 cái quy luật. Sẽ có khá nhiều quy luật nhưng mà đây là 5 cái quy luật chung nhất trong việc luyện phát âm tiếng Anh. Ok, 5 quy luật chúng ta sẽ có thể nhìn thấy trên màn hình. Thứ nhất là stress and intonation, là trọng âm và ngữ điệu. Thế nào là trọng âm và ngữ điệu? Ví dụ ở trong tiếng Anh mình có một cái từ là identification. Thì bình thường khi chúng ta không có cái trọng âm thì mình sẽ đọc ngang bằng nhau hết nhỉ. Identification. Nhưng mà trong tiếng Anh mình sẽ đọc rõ ràng hơn, có mình tưởng tượng giống như trong âm nhạc ấy, mình có chú thích ở đây này. Là la 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 la. Là la 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 la. Identification. 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 Rồi, về ngữ điệu thì chúng ta sẽ cần lưu ý rằng là trong một câu nói như là câu hỏi, câu tường thuật hay là câu câu cảm thán thì họ đều có ngữ điệu. Cái việc ngữ điệu ấy nó sẽ thể hiện được rằng là cái ý chúng ta đang muốn nói là gì. Ví dụ như là câu là That amazing, hoặc là Do you like it, câu hỏi, hoặc là I like it thì xuống giọng ở cuối câu nó cứ là câu khẳng định. Rồi là khi chúng ta có số đếm thì mình sẽ cho cái âm nhạc nó vào. Các bạn chú ý là la la la, la la la. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không phải là 1, 2, 3 nữa mà. 1, 2, 3. Đó là ngữ điệu. Ok. Tiếp theo là ending sound, là những âm cuối. Thì đây cũng là một cái lỗi sai khá nhiều trong việc thường gặp nhất. Đọc cùng với mình những cái từ này khác nhau âm cuối nhé. Five. Fight. Fire. Rồi, tiếp theo. Why. White. Wine. Đó, việc mà chúng ta thiếu cái âm cuối như âm việc phát âm thiếu những âm này thì chúng ta sẽ không phân biệt được đó là từ nào là why hay là white hay là wine. Thế nên là cái việc phát âm âm cuối này khá là quan trọng. Và việc phát âm âm cuối này nó sẽ phục vụ cho cái việc nối âm về sau. Ok. Separation. Trong một cái âm ở trong tiếng Anh thì nó sẽ được tách ra làm các âm khác nhau. Các bạn chú ý là mình sẽ đọc đầy đủ tất cả các âm đó trước khi chuyển sang cái kỹ thuật là giảm âm rồi là nuốt âm.
Thì đầu tiên mình để luyện từng cái âm một, từng từ một thì cần phải đọc rõ từng cái âm ở trong từ đó. Ví dụ như là từ reach, reach. Ok, các bạn có thể nhìn cái từ này ha, mình sẽ bôi đen ở đây. Laser pointer. Ok, từ này reach thì chúng ta sẽ bắt nguồn từ hai từ r, e và ch. Mình đọc là reach, reach. Conversation, conversation, conversation. Ok, đó làm chúng ta có tách ra thành các âm như là con ver sation. Mình đọc thành tách các âm là con ver sation và mình ghép lại thành conversation. Ok, linking sound là việc nối âm với nhau, thì chúng ta sẽ có nối cái âm cuối cùng của từ đứng trước và từ đứng sau. Thì chúng ta coi đây cả một cụm này, nó là một từ như là đọc tách ra thành là come over, thì đọc nhanh thành là come over, come over. Rồi là từ take it easy, take it easy, thì chúng ta đọc nhanh nối cái âm lại với nhau thành take it easy, take it easy. Ok. Rồi, cái luật số 5 là use your lower throat, là chúng ta sử dụng cái âm thanh phát ra từ từ cái vòm họng ở phía dưới này nhiều hơn ở trong, nhất là trong tiếng Anh Mỹ. Ví dụ một số những cái âm như này, chúng ta có thể một số từ là e thì chúng ta phát âm là she. Đó, bạn hãy có lên giọng xuống giọng một chút là she để mình luyện cái âm thanh ở trong cổ họng. Rồi là turn, turn, beer, air, car. Đó, bằng việc phát âm như này chúng ta luyện những cái âm phát âm trong cổ họng. Ok, đó là năm cái luật trong phát âm tiếng Anh mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Thì chúng ta bằng trong cái khóa học này chúng ta sẽ luyện dần dần từng từ và từng cái chủ điểm một. Thì chúng ta sẽ đi hết tất cả những cái chủ điểm như này. Thì mình tin rằng các bạn sẽ cải thiện rõ rệt cái khả năng phát âm tiếng Anh của mình. Này. Action. Ok, tiếp tục. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Âm là bài học đầu tiên và bài học cơ bản nhất trong học tiếng Anh, đó là học về bảng chữ cái. Thì chắc chắn rằng là hầu hết các bạn cũng đã làm quen với bảng chữ cái tiếng Anh rồi. Tuy nhiên rằng cái khóa học phát âm này nó cũng sẽ dành cho những bạn lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Anh. Thì muốn biết ngôn ngữ thì chúng ta phải biết bảng chữ cái của một người được viết như nào. Ok, ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có 5 chữ cái nguyên âm. Chú ý là mình nói là 5 chữ cái nguyên âm. U, E, O, A, I và 21 chữ cái phụ âm là các âm còn lại. Việc mà một từ tiếng Anh viết như thế nào và cách đọc đôi khi nó không có liên quan gì đến nhau lắm. Thế nên là trong âm trong trong cái cách viết thì chỉ có 5 chữ cái nguyên âm thôi, nhưng thực tế trong trong cách đọc thì chúng ta có tới tận 20 âm nguyên âm. Ok, phần đó thì chúng ta sẽ bàn ở đoạn tiếp tiếp theo đây. Ok, bây giờ các bạn cùng đọc theo mình cái bảng chữ cái tiếng Anh này nhé. Ngay phía dưới mình có ghi phần phiên âm như này. Nếu một số các bạn đã làm quen với phiên âm thì chúng ta có thể học theo phần phiên âm, còn nếu không thì các bạn cũng đọc lần lượt từng chữ cái theo mình. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z hoặc là Z đều ok. Đó là cách đọc của bảng chữ cái tiếng Anh. Chúng ta có thể tự luyện ở nhà. Ok. Ở trên YouTube sẽ có rất là nhiều những cái bài hát dành cho trẻ em về bảng chữ cái tiếng Anh này. Chúng ta có thể là thử nghe một đoạn xem nhé.
nhà rất hay hát, rất hay nghe và rất hay hát. Các bạn có thể tự luyện tập theo. Và một cái bài tập số 2 đó là số đếm từ 0 tới 20. Việc học bảng chữ cái tiếng Anh nó sẽ phục vụ cho cái việc mà sau đó các bạn sẽ viết tên của người, tên của các bạn ở trong tiếng Anh, tên của người mà các bạn muốn giao tiếp. Ví dụ của bạn nói là, what's your name? My name is Tuấn. Could you spell your name? Tuấn, T-U-A-N. Hoặc là Tom, I'm Tom, T-O-M. Đó là việc tác dụng của cái việc mà học bảng chữ cái tiếng Anh sẽ là rất là cần thiết để trong phục vụ giao tiếp. Còn việc học số đếm như là hỏi thông tin về số điện thoại, về địa chỉ, số nhà, số chứng minh thư nhân dân, rất nhiều thứ cần phải dùng số đếm. Và mình tin rằng là không phải tất cả chúng ta đều đếm các số này một cách chuẩn xác. Ok, các bạn sẽ đếm cùng với mình nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hoặc là có đoạn mình đọc nhanh hơn là 20. Ok, đó là kỹ thuật giảm âm chúng ta sẽ học về sau. Trong phần này chúng ta cũng sẽ có một bài tập về nhà. Thì các bạn hãy đọc bảng chữ cái tiếng Anh. Các bạn hãy đọc bảng chữ cái tiếng Anh và đọc các số đếm từ 0 tới 20 và ghi hình lại hoặc là ghi âm cũng được, và các bạn post vào cái phần comment ở trong nhóm Facebook của mình nhé. Ok, phần tiếp theo đó là bảng phiên âm quốc tế. Mình tin rằng rất nhiều bạn đã làm quen và đã từng nghiên cứu cái bảng này, nhưng với những các bạn lần lần tiếp xúc với tiếng Anh thì mình cũng muốn giới thiệu lại với các bạn một cách nhanh chóng nhất. Thứ nhất là việc học bảng phiên âm quốc tế này nó có quan trọng hay không? Thực tế là đối với người lớn thì khá quan trọng, nhưng đối với trẻ con thì không cần thiết. Vì các bạn thấy đấy, như các bé 2 tuổi, 3 tuổi, các bé đâu có biết bảng bảng phiên âm quốc tế này đâu, mà các bé vẫn cứ nói được tiếng Anh, các bé vẫn cứ phát âm tiếng Anh chuẩn đấy chứ. Nhưng đối với người lớn thì chúng ta không có đủ thời gian giống như các em bé. Các em bé sẽ, ví dụ như là các em bé có môi trường tiếp xúc, có người đồng hành cùng cả ngày, phát âm sai từ nào sẽ sửa ngay từ đó. Nhưng mà đối với người lớn thì chúng ta hãy tận dụng thế mạnh của mình là mình có các công cụ trong tay như là điện thoại di động, từ điển online, điện thoại, từ điển ở trên điện thoại, rồi kết hợp với các bảng phiên âm quốc tế này để chúng ta sẽ biết cách đọc. Thế thì tác dụng của cái bảng phiên âm quốc tế này là như này. Mình sẽ giới thiệu nhanh dành cho những các bạn mà lần đầu tiên tiếp xúc cái bảng này. Bảng phiên âm quốc tế thì là International Phonetic Alphabet, và viết tắt là cái chữ IPA. Thì các bạn cứ hiểu rằng đây là những cái ký tự xuất phát từ chữ cái Latin, và với mỗi cái ký tự như thế này nó sẽ tượng trưng cho một âm thanh nhất định. Ví dụ như là ký hiệu như này thì phát âm là I, ký hiệu như thế này phát âm là E. Và việc mà chúng ta phát âm được đúng tất cả các âm này thì khi trong một từ tiếng Anh nó sẽ ghép từ từ các cái âm này lại với nhau tạo thành một từ. Lát nữa mình sẽ cùng nhau bàn về cái vấn đề đó. Cấu trúc của cái bảng IPA thì chúng ta sẽ thấy ở phía trên này là những cái âm là âm nguyên âm. Đó, ở trong bảng chữ cái tiếng Anh nó chỉ có 5 chữ nguyên âm thôi, nhưng trong trong cách cách phát âm thì nó có tới tận 20 âm nguyên âm. Những phần ở trên này, toàn bộ phần trên này là âm nguyên âm. Ở phía bên trái là âm nguyên âm đơn, còn đây là âm nguyên âm đôi, và thậm chí sẽ có một số những cái bảng biên tấu đi sẽ có nguyên âm ba. Ở phía dưới này là cái phần màu vàng này thì là bảng consonant, là âm phụ âm, ví dụ như p, b. Việc sắp xếp các âm phụ âm này với nhau thành từng cặp hữu thanh và vô thanh thì sang cái bài học này chúng ta sẽ nghiên cứu khá là kỹ ha. Ví dụ như p, b là một cặp, rồi là v là một cặp vô thanh hữu thanh. Ok, đó là cái giới thiệu mình giới thiệu tổng quan nhất. Thế thì trong cái chương trình học này của chúng mình thì chúng mình sẽ học cái cách phát âm của tất cả 44 âm này và cách mà ghép cái âm này với nhau như thế nào để tạo thành một từ để cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của các bạn. Ok,
thể sử dụng bất kỳ một cái từ điển nào, nhưng mà ví dụ khi mà các bạn chúng ta truy cập online, chúng ta có một cái từ điển là Cambridge, thì nghe cái từ điển này nó sẽ phát âm khá là chuẩn với giọng bản ngữ. Và mình lưu ý rằng là chúng ta nên cài một cái phần mềm từ điển ở trong điện thoại di động, vì điện thoại di động thì bây giờ ai cũng có. Bất kỳ khi nào chúng ta không biết phát âm một từ nào, không biết cách đọc một từ nào thì hãy tra điện thoại ngay lập tức. Ok, thay vì lướt Facebook thì chúng ta sẽ tra từ điển. Ok, ví dụ trong cái phần phiên âm quốc tế thì ở đây là cái từ này, và chúng ta chưa biết từ này sẽ cần phải đọc như nào, thì ở bên cạnh nó sẽ có phần phiên âm quốc tế, nó nằm ở trong cái dấu hai sọc như này, ghép từ hai cái âm phụ âm là b và ghép ở một cái âm nguyên âm là oi. Thế cái từ này đọc là boy. Trong các cuốn từ điển và các phần mềm từ điển, nó sẽ có hai phần là UK và US. UK là phát âm theo tiếng Anh, United Kingdom, và US, United States là phát âm theo tiếng Anh Mỹ. Thì chúng ta thống nhất là trong chương trình học này của mình thì chúng ta sẽ thống nhất là phát âm theo tiếng Anh Mỹ. Boy, ok. Một cái từ tiếp theo như là khi nãy các bạn giới thiệu về bản thân ấy, mình có cái từ này, province, province, tiếng Anh Mỹ, province. Thì sẽ ghép từ từ các cái âm là province, province. Đó, từ cách viết này, từ cách phiên âm quốc tế chúng ta sẽ có cách đọc. Rồi là cái từ như này, student, student. Đó, sẽ có cả trọng âm này, trong phần phiên âm có trọng âm, có cách đọc của nó, có phiên âm, và chúng ta sẽ suy ra cách đọc. Đó, với các bạn lần đầu tiên mà làm quen với cái bảng IPA thì mục đích của việc học bảng IPA này là để giúp cho các bạn nhìn vào một từ và phiên âm của từ đó, các bạn sẽ biết cách đọc như thế nào cho nó đúng. Nên là việc học cái bảng IPA đối với người lớn chúng ta là rất là quan trọng. Các bạn cần phải học thuộc, không có cách nào khác, là cần phải học thuộc các bảng phiên âm quốc tế này. Học thuộc không nghĩa rằng là các bạn viết ra đầy đủ tất cả các âm giống như bằng chữ cái, mà chỉ cần học thuộc bằng cách là nhìn vào một cái ký tự như này, nhìn vào một ký tự bất kỳ thì chúng ta biết phải phát âm như thế nào. Vậy là mình đã Ok, giới thiệu một cách cơ bản nhất sơ bộ về cái bảng phiên âm quốc tế, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay cái bài học đầu tiên, và cái âm đầu tiên trong cái buổi học ngày hôm nay là âm, mình sẽ chọn cái âm chữ cái R ở trong bảng tiếng Anh ạ, chữ cái R. Ok. Có hai cái lưu ý khi mà chúng ta phát âm âm R ở trong tiếng Anh. Chúng ta hãy nhớ lại cái chữ R trong tiếng Việt của mình nhá. Mình để ý này, trong tiếng Việt mình có cái từ là rất rung rinh. Thế thì ở trong tiếng Việt mình sẽ đẩy, khi mình phát âm chữ R là mình sẽ đưa cái lưỡi ra ở phía ngoài và mình tạo cái độ rung khá là mạnh. R r r r. Ok. Thế nhưng mà cái âm R trong tiếng Anh thì phát âm là hơi khác một chút. Có hai điểm cần lưu ý. Điểm số 1 là chúng ta cần phải toàn bộ miệng rồi là môi, chúng ta sẽ đẩy toàn bộ lên phía trước như là và điểm lưu ý số 2, điểm này khác biệt hoàn toàn đối với những cái chữ R trong tiếng Việt của mình, là cái lưỡi của mình sẽ hơi đẩy ra phía sau một chút. Mình cùng nhìn vào cái hình này, mình đẩy ra phía sau một chút nha. Mình đẩy ra phía sau và cong lên, nhưng tuyệt tuyệt đối là không chạm sát vào cái gồ lợi phía phía bên trên, mà mình chỉ cong lại và đẩy lại phía sau này. Các bạn nhìn kỹ nhé. Môi miệng đẩy ra phía trước, lưỡi đẩy lại phía sau và chặn lấy cái gồ lợi trên một chút. Phải có một khoảng hở để cho không khí nó đi từ trong họng đẩy ra ngoài, tạo thành cái âm thanh. Ok. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái từ nhé. Từ này, từ hòn đá. Chúng ta cùng phát âm này. Các bạn nhìn kỹ, nghe kỹ này. Rock. 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 Ok, các bạn nhìn kỹ chứ. Đó. Rock. Chứ không phải là, không phải rock, không, còn đá mà khi các bạn hay đọc là rock, à, rock, rock. Ok, cái âm này là âm o,
Rock. Rock. Ok. Nào, chúng ta sẽ cùng luyện tập với một số những cái âm R mà có ở đầu của một từ. Ok. Các bạn hãy nghe mình đọc lần lượt từng cái từ này và chúng ta có thể đọc theo và áp dụng ngay cái phương pháp mà luyện phát âm là chúng ta bắt chước. Ngay sau khi mình sẽ đọc theo này thì các bạn mình sẽ có một cái đoạn audio mà người bản ngữ sẽ đọc cái đoạn này. Ok, các bạn cùng đọc theo mình nhé. Rock, rip, reach, road, rain, rich, roam, raise, robe, rise. Ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng lắng nghe người bản ngữ họ đọc cái âm này như nào và mình cố gắng bắt chước lại nhé. Repeat after me. Rock, rip, reach, road, rain, rich, roam, raise, robe, rice. Very good. Now repeat this sentence. The round rooster rushed into the wrong road. Very good. Tiếp theo sang cái phần là chữ R này đứng phía giữa của một từ. Nhớ lại cái cách đọc của từ R. Thế thì khi nãy chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Khi nãy mình đang có cái chữ là giả sử đây mình sẽ bỏ cái âm đầu tiên, cái phần đầu đi thì nó sẽ trở về cái từ giống như là đứng ở phía đầu cụm từ thôi. Là re. Thế cái từ này là very, very, không phải very hay là very, very, very không ạ. Mà phải là như này. Very, very, very. Ok. Now, he is very, very nice. She is very, very tall. Nào, bây giờ các bạn sẽ cùng đọc với mình những cái từ này nhé. Direction, arrange, erase, correct, marry, garage, original, hurry, zero, marine, berry, operation, caring, arrive, everyone. Giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập với người bản ngữ nhé. Repeat after me. Direction, arrange, erase, correct, marry, garage, original, hurry, zero, marine, berry, operation, caring, arrive, everyone. Now, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là phần khá là khó và quan trọng, là chữ R đứng ở phía cuối của một từ hoặc là phía sau của một âm nguyên âm. Nó khó bởi vì như này. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ là cái chữ bình thường các bạn có thể hay đọc là car, car hay là car. Thế nhưng mà các bạn lưu ý rằng hãy quay trở lại cái việc phát âm của chữ vậy là chữ R mình luôn có hiện tượng là đóng cái miệng lại và cong cái lưỡi lại đằng sau một chút, thì cái âm này mình đọc đúng là đọc chậm này, car, đọc nhanh hơn nữa là car, car. Ok, mình đọc chậm, các bạn nhìn nhẹ nghe lại này, car, 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 car,
nhanh hơn một chút nhé. Car, car. Ok. Có lưu ý là môi của mình sẽ đóng lại một chút, và mình cái môi mình sẽ chụm lại, giống như phát âm cái chữ R, và lưỡi thì sẽ được đẩy lại ở phía sau. Mình đọc cái âm car, car. Ok. Nào, bây giờ chúng ta cùng luyện tập một số cái âm như này nhé. Các bạn cùng đọc theo mình. Các bạn cùng đọc theo mình. Car, far, star, door, bear, for, air, year, turn, poor. Ok, chúng ta sẽ để sẽ luôn có cái âm này, lên giọng và xuống giọng một chút này, nhìn nào. R, or, air, or, ear, bằng việc những cái âm như này hầm tất cả đều tạo ra từ từ cái phía phía họng ở phía bên dưới. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nghe người bản ngữ họ đọc cái âm này nhé. Car. Let's practice these words. Repeat after me. Car, far, star, door, bear, for, air, year. And that has a high vowel sound, E. Year. Turn. And pour. Ok. À, việc mà để phát âm những cái âm mà có chữ R ở phía cuối này khá là quan trọng, và chúng ta sẽ cần lướt qua một vài những cái âm mà có chữ Cùng R. Review lại, chúng ta sẽ cùng xem xét lại một số những cái âm mà có chữ R ở phía cuối, thì trong tiếng Anh Mỹ người ta gọi là are colored vowel sounds. Ok, các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình này sẽ có một số những âm. Ví dụ cái từ này. First. First. Fever. Fear. Fair. Far. For. Fire. Ok, các bạn hãy đọc lại cùng với mình nhé. Các bạn đọc lại từng cái âm này. Ear, air, are, or, ire. Hai âm này các bạn nghe sẽ gần giống nhau, tuy nhiên chúng ta sẽ vào cái phần phân biệt ở trong cái slide sau. Việc phát âm tất cả những cái âm này thì bằng cách là chúng ta ghép cái âm nguyên âm ở phía trước và ghép với chữ âm r, r. Ví dụ như là ghép với mình sẽ luyến lại, luyến hai cái âm đó với nhau là rồi là e, và ghép với mình có sẽ gọi ear, ear. Rồi là âm e ghép lại mình sẽ có e, và mình sẽ ra là air, air. Rồi r, rồi or, ire. Thêm một cái thống kê từ Internet thì mình thấy rằng là có tới 24% số từ ở trong tiếng Anh Mỹ sẽ chứa cái âm là R colored vowels, sẽ chứa cái âm này, sẽ chứa trong các cái âm này sẽ có tới tận 24% các từ, và 21% các cái từ mà sẽ chứa cái âm là chữ R đó, và 55% là các từ còn lại. Thế nên việc mà các bạn học âm R, việc học cái âm R và phát âm đúng các cái âm này như là R ở phía đầu, rồi phía giữa hay là phía cuối của một từ này rất là quan trọng để phát âm được đúng và cải thiện cái khả năng nói và khả năng nghe trong tiếng Anh của mình. Ok. Nào, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái âm này. Ear, air,
R, or, ir. Và mình sẽ có phân biệt hai cái âm này khác nhau như này. Thì trong tất cả những cái bảng phiên âm quốc tế rồi phiên âm của các từ, mình sẽ có cái từ như là ký hiệu như này chẳng hạn, hoặc là chữ số, giống giống như số 3 và thêm chữ chữ R đấy, thì nó gần giống như vậy. Mình có thể phát âm là first, là những cái từ mà được nhấn trọng âm, là những âm được nhấn trọng âm ở đây. Và mình sẽ có cái hiện tượng là mình sẽ phải căng cái cơ của lưỡi mình chút. First. Ok, còn cái âm này, âm này thì khi nãy mình phát âm là thế còn bây giờ cái âm này là cái âm ghép giữa âm xoa sao, là cái âm nhẹ nhất giống như chữ ơ bình thường. Relax là cái âm thật thoải mái giọng của mình và không được nhấn trọng âm, thì mình sẽ có âm là giống như cái từ là teacher hoặc là sister hoặc là doctor. Còn nó không phải phát âm là doctor, không phải như thế, mà doctor, cái chữ thật là nhẹ nhàng thôi. Còn cái âm này nó là first. Các bạn nghe kỹ nhé, nghe thật kỹ nhé, nghe thật kỹ cái sự khác nhau giữa hai cái âm này. Một cái là cái lưỡi của mình sẽ phải dùng lực khá là nhiều, một cái lưỡi của mình thì thật thả lỏng cái môi và thật thả lỏng mọi người nhé. Các bạn nghe kỹ này. Ok, khá là khó phân biệt. Ví dụ như first, thirsty, thirteen, và đây sister, teacher, tiger. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần là chữ R, trong cái việc mà trộn lẫn với những cái âm phụ âm khác, người ta gọi là R blends. Thế thì ở trong tiếng Anh thì âm sound là một cái âm mà có cái tác động mạnh mẽ nhất trong trong cái sự hòa chuyện hòa quyện âm thanh này. Thế thì khi mà phát phát âm những cái âm mà có cái sự trộn âm như này, thì miệng của mình cần phải đẩy ra phía trước ngay cả trước khi chúng ta nói cái từ đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy vào cái ví dụ như từ quả nho, mình sẽ nối sang cái từ là grape, grape, grape. Các bạn nhìn kỹ này, grape, grape, nó sẽ nối giữa a grape. Ok, các bạn lưu ý nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng luyện tập cái âm R blends này với một số những cái âm, một số những cái từ ở trên màn hình. Ok, các bạn cùng đọc cho mình nhé. Training, trust, trip, great, tropical, bring, print, president, product, cracker, crawl, break. Bây giờ chúng ta cùng nghe người bản ngữ họ đọc cái âm này và chúng ta cùng bắt chước lại nhé. Training, trust, trip, great, tropical, bring, print, president, product, cracker, crawl, break. Okay, now in the middle of words. Subtract, waitress, nutrition, Australia, introduce, compress, oppression, betray. Very good. The story he read on the radio was incorrect. Her career in the law firm is permanent. Richard and Brooke took a ride in their brand new Range Rover truck. Everyone will respect the royal family
when they arrive at the airport. Be sure to close the word air. It's not airport, it's air. Airport, like that with a strong R sound. The trip to the Rocky Mountains will be rescheduled on Friday. Âm tiếp theo là âm âm phụ âm W, các chúng ta cùng nhìn lên màn hình W W W W. Thế thì việc ở người Việt Nam, người Việt Nam chúng ta thường cũng sẽ không bị sai cái âm này, giống như là một số những cái nước như là nước Ấn Độ. Các bạn sẽ tưởng tượng giống như mình nói chuyện này. W W W W W W W. Ok, các bạn nghe kỹ này. W W W W W W W W W W. Wow, wow. Ok, mình sẽ đi vào một từ, một cái câu luôn này. What will we do? What will we do? Wow, wow, không phải là what nha. What will we do? Rồi chúng ta so sánh giữa là cái chữ w và w. Vậy là nó sẽ giống nhau ở cái cặp mình đẩy môi ra phía trước và tạo thành âm w. Còn cái âm r thì lưỡi mình đẩy ra ra ở phía sau một chút, đúng không? Đẩy cái gồ lưỡi ở phía trên một chút. Và mình so sánh này. Rick, wick, right, white. Lại nhé. Rick, wick, right, white. À, ok. Nào chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Âm này thì khá là dễ rồi, nhưng chúng ta cũng có thể luyện tập thật là nhanh. W. Why, which, when, what, wipe, wish, wait, wing. Rồi, chữ W ở phía giữa cụm từ. Nào. Always away, beware, awake, someone, rewind, Halloween, Hollywood, Hollywood. Ok, và cái âm W ở trong một câu chúng ta có thể luyện tập. Ok, chúng ta sẽ cùng luyện tập với người bản ngữ nhé. Why? Which? When? What? Wipe? Wish? Wait? Wing? Always away, beware, awake, someone, rewind, Halloween, Hollywood. Now practice these W sentences. The wind from the west was very wet. Remember, very starts with a V sound followed by a strong R. Was very wet. Very good. We woke up and washed the white washcloth. We waited for the waitress to give us water. We had a wonderful time in Washington and Wisconsin. Very good. Now, while we are talking about W sounds, I'd like to mention Q sounds. How are Q sounds related? Well, Q sounds are made with the K sound, k, and the W sound, w, put together. You may not have known that. So, for example, the word quick is pronounced with a K and a strong W sound.
Quick, like that. Repeat some of these words beginning with the Q sound. Question, quiet, queen, qualify, quit, Quebec, quilt, and also in the CH word, choir. Như vậy là các bạn đã cùng nhau luyện tập với mình âm r và đầm w, hai cái âm phụ âm đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn có thể cải thiện và mình sẽ có những cái lưu ý để mình phát âm tốt hơn hai cái âm này. Lưu ý rằng hãy ghi âm các đoạn đoạn các bạn phát âm và nghe lại để thấy là mình đang phát âm đúng hay sai. Ok. Cảm ơn các bạn đã đi cùng với mình trong cái việc luyện phát âm hai cái âm đầu tiên trong cái bài ngày hôm nay và hy vọng rằng các bạn có thể cải thiện được khả năng phát âm của mình một cách nhanh nhất, một cách sớm nhất có thể. Các bạn có thể theo dõi hai cái kênh Facebook và kênh YouTube của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình hữu ích thì hãy cho mình một like, chia sẻ cái video này tới bạn bè của mình, những bạn muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. One, two, three, action. Hi there, welcome to my channel. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Như đã hứa trong video trước, bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ thực hiện những một loạt những video